Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da, yeah. Thì ok mọi người ơi, thì mọi người đang thấy nè là trong video này của mình hiện tại là đang có 5 người nè. Đầu tiên phải kể đến đó chính là chị Cá Mui Đù nè. Tiếp theo, à không, Cá Mui phải kêu là Cá Mui Nướp mới đúng mấy bạn ơi. Cá Mui Nướp nè. Tiếp theo là Mèo Simmy nè. Rồi tiếp theo nữa chính là Phong Cận TV. Và tiếp theo nữa là anh Mr. Dịch và Team Mui Đù mấy bạn ơi. Đó là 5 thành viên của Hero Team nha. Đó, đầy đủ màu luôn nè. Màu xanh lá cây có, màu xanh dương có, màu vàng, màu hồng có hết luôn nha bạn. Ok, rồi. Thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video hay nào mấy bạn ơi. Ok, thì bạn ơi, các bạn có thấy đằng sau lưng của mình có gì không? Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, ok các bạn ơi, các bạn nhìn nè. Đây, xin giới thiệu với các bạn nha. Đây chính là một cái cổ máy triệu hồi rồng anh em ơi. Đó, nhìn đẹp chưa, nhìn đẹp chưa. Nó được làm bằng kim cương nè. Và có những cái đầu rồng xung quanh đó nè. Mọi người nhìn thấy không? Đó, quá trời đầu rồng xung quanh luôn. Rất là đẹp luôn. Đó, ok. Rồi, thì ở chỗ này nè các bạn, nó có một cái nút nè. Thì mỗi người bấm vào cái nút này á thì nó sẽ triệu hồi ra một con rồng nha các bạn. Đó, bởi vậy cho nên mình mới gọi đây là cái máy triệu hồi rồng á các bạn ơi. Cái máy này cực kỳ hay luôn nha. Thì hôm nay nè, Hero Team bọn mình hiện tại đang có 5 người đúng không? Thì 5 đứa bọn mình sẽ mỗi người bấm một cái để triệu hồi ra một con rồng, để chúng ta gọi là sẽ nhận nuôi một con rồng nha. Và sau đó bọn mình sẽ cùng nhau gọi là xây một cái chuồng để gọi là giữ con rồng đó, để cho mỗi người trong Hero Team sẽ có một con rồng nha anh em. Đó, cực kỳ xịn luôn nha, cực kỳ xịn luôn nha. Ok. Ủa, lỡ làm gì vậy? Làm gì? Trước khi nuôi rồng phải cúng tổ tiên. À ok ok à, ok rồi, okay. cúng. Rồi ok cúng. À. Dạ con lạy, dạ lạy. Rồi ok lạy xong rồi. Rồi lạy xong rồi, đập đi. Rồi ok. Bây giờ một người nào đó sẽ xưng phong được bấm cái nút trước đi để triệu hồi ra một con rồng nè. Ai? Tôi, ai xưng phong? Tôi. Rồi ok, Simmy đúng không? Rồi Simmy okay. Đi. Simmy hãy bấm vào cái nút này để triệu hồi rồng đi. Ok, 1 2. Bấm vô rồi nha, 70 nha. Ui. Wow. Con rồng này nhìn khá là đẹp các bạn ơi. Nó có màu xanh giống như màu xanh của Simmy nè. Không, nhưng mà màu này nó hơi đậm xíu. Con này mà thuộc về mình thì nó hợp hơn nữa bạn. Đó. Ok rồi, Simmy hãy leo lên. Hãy leo lên con rồng đi. Leo lên. Ủa? Leo được. Rồi leo đi. Trời ơi. Má sao ngồi đâu không ngồi đi, ngồi lên cái đầu đi. Khoan. Trời ơi, bay cao vậy. Từ từ thôi chứ, bay từ từ thôi, bay gì bay cao vậy trời. Ôi. Bùm. Trời ơi, con rồng nó bay cao các bạn ơi. Và nó chạy cực kỳ nhanh luôn nha, coi nè. Chạy cực kỳ nhanh luôn. Rồi. Ok ok. Rồi ok, bây giờ thì mình nghĩ là sẽ đến lượt chị Cá Mui đi. Chị Cá Mui, bọn em sẽ nhường con gái trước nha. Cho nên là chị Cá Mui bấm nút đi, bấm nút đi. Ok. Ok, bấm nè, hay. Yay. Trời ơi, chị Cá Mui được cái con rồng nhìn xấu gì đâu á trời. Con rồng nước với hành tinh các bạn coi nè. Nhìn nè. Cái mặt của nó y hệt như đang buồn ngủ quá vậy. Con rồng nó xấu gì đâu. Ok rồi, Cá Mui hãy nhận lấy con rồng của mình đi. Nhận đi. Ủa sao nó nhỏ vậy? Nhỏ xíu à. Chị Cá Mui bấm ở bên dưới cái chân của nó đó. Bên dưới cái chân của nó. Đúng rồi. Rồi ok, chị Cá Mui đứng im trong quay cái coi. Đứng im trong quay cái coi. À đấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Đó, chị Cá Mui đang ngồi ở trên đầu con rồng, che luôn cái mắt con rồng luôn. Không thấy cái mắt con rồng luôn. Hả gì? À đúng rồi, bà ngồi lên cái mắt con rồng luôn. Con rồng chắc không thấy đường nữa bạn ơi. Rồi ok, bây giờ khoan, bây giờ chúng ta sẽ thử gọi là cho con rồng của Simmy với lại rồng của chị Cá Mui cái con nào chạy nhanh hơn nha. Hai người qua đây, qua đây okay. Qua chỗ tôi, rồi ok, chưa gì mình biết là rồng của ai chạy nhanh hơn rồi ha. Okay. Rồi quay qua đây nè. Ok, đếm 1 2 3 là chạy nha. 1 2 3 chạy đi. Ok rồi, mình hiểu rồi ha. Vậy là coi như là rồng của Simmy nó vừa to hơn, vừa đẹp hơn mà còn vừa chạy nhanh hơn nữa. Trời ơi, ok rồi. Tiếp theo nữa chính là anh Mr. Dịch nha. Ủa? Timmy đâu? À quên Timmy. À quên, tôi xin lỗi Timmy. Tôi xin lỗi Timmy, tôi quên mất bà cũng là con gái, tôi quên mất luôn á. Ok, xin lỗi rồi. Ok. Bấm nút đi, Ok. Đấy ra rồi. Tự nhiên bấm nút nó ra con heo vậy. Đâu, nó chưa có bấm nha. Wow, rồng này là rồng sấm sét nè. Wow, rồng sấm sét nè, ghê chưa, ngầu chưa. Wow. Ôi. Ok. Ê, tôi thả được nè, tôi thả được
Đâu Timmy, Timmy thử chạy cho nó chạy nhanh không. Ồ chạy cũng rất là nhanh luôn. Wow, rồi Timmy thử bay thử coi cao không. Bay hết mức luôn coi. Ôi trời ơi, giúp con cái nhẹ bay kìa. Wow. Trời ơi, sức của mình, con lao xong của mình yếu vậy. Trời ơi. Timmy chỉ mới gọi là bấm một cái nhẹ thôi mà nó bay cao dữ vậy trời. Ok rồi, tiếp theo nữa sẽ là anh Mr. Dịch. Anh Dịch ơi, anh bấm đi. Trời ơi, dòng thần bảy viên hồng dòng. Cho ta. Con heo đâu rồi? Con heo ra cái khác coi, con heo này. Ok, bấm nó đi. 2, 1, cha da. Wow. Rồng này xin giới thiệu với Dịch, đây chính là rồng bầu trời. Dịch ơi, hay rồng bầu trời nha. Nhưng mà tiếc ở chỗ con rồng này nó bị mù anh ơi. Nó không có mắt. Ok rồi. Giờ Dịch thử chạy coi nhanh không. Con rồng này hình như nó không đi nhanh. Ok, bây giờ Dịch thử nhảy lên coi Dịch, coi con rồng của Dịch nó nhảy cao không. 2, 3, yo. Cũng rất là cao luôn nha. Wow, cao vãi. Bà ca mua từ nãy giờ bà nhảy thấp nhất mà bà cứ nhảy hoài luôn trời. Ok. Rồi. Thôi Dịch ơi, đừng có nhảy hoài, Dịch nhảy hoài con rồng nó yếu máu. Chết rồi. Dịch ơi. Chọn con khác hả? Tính ra là anh nhảy sao mà chết rồng luôn các bạn ơi. Mấy bạn ơi, anh Dịch anh nhảy sao mà chết rồng luôn rồi. Trời ơi trời, thôi rồi, em nhường ha. Lại ăn nhiều tăng ký á. Ok, cho thêm con á. Ô, này là của Camui. Rồng xanh lá cây. Của Camui cái gì mà của Camui? Ông. Thôi chị Camui ơi, chị là người nước. Chị là nước mà cho nên chị cưỡi con màu nhỏ nhỏ kia được rồi. Ngoài có đi nhanh con này chạy nhanh chưa? Đúng rồi, con màu xanh này là con chạy cực kỳ nhanh luôn, chạy nhanh nhất luôn á. Wow. Wow, ok rồi. Ôi bạn ơi, tội nghiệp chị Camui quá, chị Camui chọn chúng con rồng xấu nhất mà còn nhỏ nhất, yếu nhất nữa bạn ơi nè, bé tí tẹo à. Ôi, không sao chị. Rồi ok, bây giờ tới lượt em nha, em sẽ xem coi lần này em trúng được con rồng nào nha. Ok, để em xem coi. Bấm nút nè. Em được con rồng màu tím anh ơi. Wow, nhìn ngầu cực kỳ luôn. Không anh, rồng này là người ta gọi là rồng Ender, ông nội của rồng Ender, anh hiểu không? Đó, bạn coi nè, mình đang ngồi trên rồng Ender. Nè, trời ơi. Nhanh nhất luôn, con này giống như nhanh nhất luôn á. Nè, ghê chưa? Nè, coi em. Nhìn coi. What the? Ôi. Biến mất luôn bạn ơi. Bấm con cái thôi mình bay biến mất luôn bạn ơi. Ten. Em rơi xuống đây. Ten. Chết làm sao được. Con rồng của em á, em thông báo trước nha, rồng em đến 50.000 máu lần đó. Đừng đùa. Ba. Cho Camui ấn lại con khác đi. Hả? Không anh. Trong đây là chỉ có 6 con rồng thôi. 6 con rồng mà hồi nãy Dịch làm chết hết con rồi, cho nên ở đây 5 con ấy là hết rồi. Trong đây đâu còn con nào đâu. Ok. Vậy là Camui tại nghiệp rồi. Ok, vậy là tại vì Camui nhỏ quá cho nên Camui mới chọn trúng con rồng này rồi. Thôi ok bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta mỗi người trong Hero Team đã có một con rồng rồi. Mình thì có con màu tím nè. Timmy cũng có một con màu đen. Simmy thì có con màu xanh, Dịch thì có màu xanh lá cây nè, còn Camui là con rồng bèo nhất và xấu nhất. Mọi người lên xuống trái phải để mọi người múa rồng. Hey, múa nào trời ơi, coi nè, múa tên á, múa rồng. Đó, tính ra em thấy nó không giống múa rồng mà em thấy giống mấy con lãi đang quẩy anh. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là xây dựng một cái chuồng cho con rồng nha. Mà xây dựng chuồng cho rồng á là không phải là xây theo kiểu bình thường đâu nha. Mọi người qua đây, em cho mọi người xem. Sao mình lấy cái gì nhét vô được? Được hết, vô đây nè, em sẽ cho mọi người xem. Thì ở chỗ này em xin giới thiệu mọi người có một cái rương. Thì ở cái rương này nè, trong đây có những cái tờ giấy. Và những tờ giấy này nó sẽ chứa những cái yêu cầu. Đó là yêu cầu mọi người là xây con rồng, xây cái chuồng rồng là chuồng rồng gì thì mọi người phải xây theo, hiểu không? Ok. Rồi ok, em bật tờ giấy lên nè. Thì em sẽ xây chuồng rồng lava. Vậy có nghĩa là em sẽ xây chuồng rồng bằng dung nham nè. Rồi mọi người xây chuồng rồng bằng gì? Anh chơi chuồng rồng bằng mức, bằng kim cương. Bằng kim cương hả? Wow, chuồng rồng của Dịch là chuồng rồng kim cương. Simmy là gì? Lâu đài. Lâu đài hả? Ôi, chuồng rồng hình lâu đài. Wow, còn Timmy là gì? Còn tôi là chuồng rồng bằng gỗ. Chuồng rồng bằng gỗ, còn Camui? Kim tự tháp. Chuồng rồng kim tự tháp, rồi ok. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau xây nha. Thì giờ xây thì em sẽ dẫn con rồng các em qua đây. Em cất nó đây, không thôi tí nữa chị Camui chị chợ mất của em sao. Đó, em để bên đây nha.
Ok, dịch đây. Dịch cất con rồng kỹ nha, coi chừng chị Camui chị ở trộm á. Ok rồi, giờ chúng ta bắt đầu vào cái cuộc thi gọi là xây nhà cho rồng thôi nào anh em ơi. Thì cái đoạn này á thì mình sẽ tua nhanh lên một tí nha, để cho mọi người xem đỡ đỡ nhàm chán nha anh em. Ok, bắt đầu thôi nào. 1 hour later. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình đã xây xong cái khung của cái chuồng rồng của mình rồi nè anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần gọi là đổ lava lên nha. Đây, bởi vì là chuồng rồng bằng lava mà chúng ta phải có lava chứ đúng không? Mình sẽ vào đây nè, mình lấy cho mình lava nè, đó, một cái xô lava nha. Sau mình leo lên trên nóc nhà nè, mình sẽ đổ lava lên trên đây nha anh em. Ok, đổ ra nè, đó. Thì dần dần lava sẽ tràn ra bạn ơi, và sau đó nó sẽ lấp kín ngôi nhà của mình luôn. Ok. Ủa, trời sao nó không tràn ta? Ok, lại. Mình nghĩ lại rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ không dùng bằng xô lava đâu, mình sẽ sử dụng cổ máy này luôn cho nhanh các bạn ơi. Đó. Mình sẽ chọn vô cái phần này nè. Đó, ok. Sau đó mình sẽ để cái máy ở đây, mình chọn cho nó to ra xíu. Ok. Rồi, sau đó mình sẽ chọn vào cái phần gọi là lava nha. Đây lava nè, đó, dung nham nè. Ok. Lít một cái thôi là lava sẽ đầy trên đây luôn. Đó. Rồi, lava nó đang tràn xuống nè anh em ơi, anh em coi nè. Đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? Wow, một tí đó thôi là gọi là cái ngôi nhà của mình sẽ được lắp kính bằng lava luôn anh em ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha. Đó. Kìa, nó đang lắp lại kìa các bạn ơi. À, ok, bây giờ chúng ta sẽ đứng đây chờ cho nó lắp xong cái nhà nha. Rồi, ok bạn ơi, bạn nhìn nè. Đây, đây chính là cái chuồng rồng bằng lava của mình nè bạn ơi. Nhìn đẹp chưa, đẹp chưa. Đó. Một cái chuồng rồng có hình tròn và xung quanh của nó là toàn là lava không nha anh em. Rất là đẹp luôn. Ok ok, bây giờ mình sẽ chui vào bên trong thử nha. Ui, bên trong tối thui các bạn ơi. Không được, không được. Mình phải lấy thêm đèn để mình thắp sáng nó lên mới được. Ok. Rồi ok, mình sẽ lấy cái bóng đèn nè, mình sẽ lắp sáng xung quanh đây nha anh em nha. Mấy cái chỗ này là mình sẽ lắp sáng lên. Đó, để cho cái chuồng rồng chúng ta phải sáng một tí chứ. Cái chuồng rồng mà nó tối thui rồi mình chui vô sao mình biết được con rồng đang nằm ở đâu đúng không? Đó, ok ok. Lắp sáng chỗ này nè, rồi sau lưng cũng lắp sáng luôn. Lắp thật là đẹp bạn ơi, trang trí luôn, sẵn rồi mình trang trí luôn. Đó, ok. Lắp vào đây thế này. Không biết mọi người đã xây xong chưa ta, để tí nữa mình qua mình xem mọi người xây đến đâu rồi. Rồi, ok, vào đây nữa nha. Rồi ok bạn ơi, mình đã lắp sáng ở xong cái nhà của mình rồi nè. Đó, bên trong nhà của mình bây giờ là sáng trưng luôn nha. Bây giờ mình sẽ qua bên nhà mọi người xem coi như thế nào nha. Ok, đầu tiên sẽ là nhà của Simmy nè. Wow, Simmy xây một cái lâu đài để nuôi con rồng của mình anh em ơi, bạn coi nè. Đây. Ta-da, ghê chưa. Wow, cũng nhìn cũng khá là giống cái lâu đài đó, nhưng mà tôi thấy cái lâu đài này nhìn nó giống một cái chuồng heo hơn. Tại lâu đài người ta là phải có cửa, có đồ, còn lâu đài gì đâu mà tôi nhìn nó có một cái hình tròn này, có mấy cái gai nhọn lên nhìn giống cái chuồng heo hơn có. Rồi. Nhưng mà cũng đẹp, được, cũng đẹp á, cũng khá là rộng rãi cho con rồng nó chui vô nó ở trong đây. Đó, cũng khá là rộng rãi. Rồi, tiếp theo là chị Camui nè. Chị Camui đang xây một cái chuồng rồng hình kim tự tháp các bạn ơi. Mà cái chuồng rồng để mình xem coi. Wow, cũng rộng rãi, cũng nuôi dừa con rồng á, con rồng nó bé tí tẹo rồi các bạn ơi. Bé như con thằng lằn vậy á, cho nên là cũng nuôi dừa được, ok. Rồi, để mình xem coi. Ui, ở trên kim tự tháp mà cũng có cà rốt nữa hả chị Camui? Đúng rồi, tượng trưng của chị mày. À, wow, ok ok rồi. Tiếp theo nữa chính là Timmy Đù. Ủa anh ơi, hồi nãy Timmy Đù nó nó xây cái chuồng rồng, cái nội dung của nó là chuồng rồng gì anh? Gỗ hả? Anh không nhớ là nội dung nó gì đấy, nhưng mà nó xây cái chuồng rồng với kiểu nó đào cái huyệt nó chôn. em nhìn cái chuồng rồng này nhìn nó giống y hệt như cái đám mộ để chôn người chết anh. Tào lao rồi chứ. Giống cái xe long phụng rồng gì. Trời ơi trời. Mấy bạn ơi, bạn coi nè, cái chuồng rồng của Timmy á, Timmy xây bằng gỗ mặc dù là nhìn nó khá là đẹp á, nhưng mà tự nhiên Timmy lại xây gọi là xây cái gì cái khoảng không mà tọt xuống bên dưới đất nhìn y hệt như cái chỗ để chôn người chết vậy anh em, nhìn ghê mồ à. Ok rồi, tiếp theo nữa sẽ là anh Mr. Dịch nha, để qua coi anh Dịch thế nào đây. Wow, anh Dịch xây một cái chuồng rồng bằng kim cương. Wow, nhìn nó đẹp vãi bạn ơi. Rồi ok, bây giờ tới lượt cái chuồng rồng của mình nha, thì mình sẽ gọi là dẫn con rồng. Gì vậy? Lỡ đi qua dưới đất vô cái chuồng rồng của Phong Ca chạy đít. Trời ơi, chuồng rồng của em là chuồng rồng bằng lava đó, anh đụng vô là anh thành dịch quay, đừng có trách nha. Ok. Dịch, tao dịch của em à, để em tự dẫn vô. Anh kỳ quá, em đang tự dẫn vô. Tự dẫn vô, chui ra là dẫn vô lại nè. 3, 2, 1, rồi, vô lại nè bạn ơi, vô lại nè, đó, chui vô nè, đó. Vô dừa nha, không hề chật chội nha, đó. Rồi, ok, vừa khích luôn, ok, để mình ra ngoài xem coi. Đấy bạn ơi, bạn nhìn nè, đẹp chưa. Chuồng rồng bằng lava cực kỳ đẹp luôn nha bạn nha. Đó, xịn chưa. Ôi, con rồng bên trong nhìn cũng ngầu luôn bạn ơi. Xịn phải rồi, ok. Rồi ok,
Bây giờ mấy bạn ơi, mấy bạn hãy thử, những cái bạn khán giả đang xem nè, các bạn hãy thử chấm điểm coi chuồng rồng của ai là đẹp nhất nha, và con rồng của ai là đẹp nhất nha các bạn nha. Đây, con rồng của mình là rồng màu tím và sống trong một cái chuồng bằng lava hình tròn đó. Anh Dịch thì có con rồng màu xanh lá cây và sống trong cái chuồng bằng kim cương đó, nhìn cũng rất là ngầu luôn. Simmy thì có cái chuồng rồng bằng gọi là bằng gì ta? À, chuồng rồng lâu đài các bạn ơi, chuồng rồng lâu đài và con rồng màu xanh dương đó. Ok. Timmy thì Timmy xây một cái mồ để chôn con rồng xuống dưới đất đó. Ok. Còn chị Camui thì xây một cái kim tự tháp cà rốt các bạn ơi, đó, kim tự tháp và nuôi ở dịch đây. Anh qua đây anh nhìn con rồng nè. Sao em nhìn con rồng kiểu giống như nó đang rất là buồn khi mà nó được ở trong cái chuồng quá nhỏ. Con rồng ra mươi mặt rồi. Xem nhìn cái khuôn mặt của con rồng nhìn kiểu nó buồn buồn á. Nhìn bựa gì đâu á. Ok bạn ơi. Thế bạn ơi. Không, không, không có. Ơi chị Ca Mui nha, chị Ca Mui suốt ngày cứ đòi ăn trộm con rồng của anh Dịch hoài nha. Mà Ca Mui mới cái trộm con rồng hoài bạn ơi. Ok. Rồi ok bạn ơi, thì các bạn thấy rằng là trong đây cái chuồng rồng của ai là đẹp nhất thì các bạn đừng quên là hãy bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ video này cũng đã dài rồi thì mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ mình nút subscribe đăng kiếm hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hello Team để đăng kiếm hộ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video mini quên lần sau. Tạm biệt, yêu anh em phải nồi. Anh Dịch làm gì Dịch? Dịch làm gì Dịch? Cái gì vậy? Rồi xong. Rồi xong. Rồi, con rồng của chị Camui chết queo luôn rồi. Rồi, trời ơi. Sẽ mãi mãi lòng của mình. Cảm ơn bạn nhá. Anh Dịch ác độc quá bạn ơi. Rồi xong, bà Camui bà lấy luôn con rồng đó bà đi luôn rồi. Anh Dịch ác độc quá vậy. Trời bơm lum la. Ok bạn ơi, thôi mình không để ý đến nữa. Giờ mình phải kết thúc video tại đây đây. Anh Dịch anh chơi ác quá bạn ơi. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.